Bà Tâm cho rằng bà Lan ở lại viện dưỡng lão lâu như vậy là vì muốn giở chiêu trò với hội đàn ông nơi này. Sau khi gặp sự cố ở viện dưỡng lão, bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh phải ở lại tĩnh dưỡng, đồng thời bà cũng muốn tìm hiểu những vấn đề không tốt về viện dưỡng lão được mọi người phản ánh. Bà Lan nhiều lần gặp và tiếp xúc với bà Tâm, Phương Hạnh nhưng bà Tâm lại tỏ ra không thích sự xuất hiện của bà Lan. Bà Tâm cho rằng bà Lan và ông Sang, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh có tình ý với nhau. Vốn có tình cảm với ông Sang nên bà Tâm không hề có thiện cảm với bà Lan. Bà Lan ngồi ăn cơm cùng, bà Tâm cũng tỏ ra khó chịu. Bà Tâm nói thẳng những người đàn ông ở viện dưỡng lão này không đáng để bà Lan giở chiêu trò. Bà Lan không hiểu bà Tâm đang muốn nói đến điều gì và cũng thẳng thắn mình chẳng có chiêu gì ở đây. Bà Tâm hiểu nhầm bà Lan đang muốn lấy lòng ông Sang. Dù không vừa mắt với bà Lan, nhưng bà Tâm lại bảo bà Lan đừng quan tâm đến những lời vừa rồi vì bà Tâm cũng chỉ nói linh tinh. Bà Tâm nhắc nhở bà Lan nơi này không hợp với bà Lan, muốn bà Lan nhanh chóng trở về đúng chỗ của mình. Đúng lúc hai nhân viên bếp đang nhập thực phẩm vào kho của viện dưỡng lão, bà Lan phát hiện ra điều bất thường. Những ngày ở viện dưỡng lão, bà Lan, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh có thời gian tìm hiểu mọi chuyện đang diễn ra nơi đây. Việc đồ ăn không đủ dưỡng chất mà ông Sang, nghệ sĩ nhân dân Trọng Trinh nhiều lần phản ánh là điều bà Lan muốn tìm ra gốc rễ vấn đề. Bà Lan cũng vì chuyện này mà từng bị kẹt trong kho chứa thực phẩm của viện dưỡng lão khi điện đột ngột bị cắt. Trong trích đoạn trên đây, khi đi dạo dưới sân, bà Lan trông thấy hai nhân viên bếp ăn đang nhập thực phẩm mới nên tới gần kiểm tra. Bà Lan thắc mắc vì sao lại nhập thực phẩm lúc chiều muộn thì hai nhân viên bếp lấp liếm rằng bên cung cấp giao giờ nào thì nhận giờ ấy và cả hai đều là nhân viên mới nên cũng không biết gì. Bà Lan hỏi thêm hai nhân viên về giấy kiểm định chất lượng và phiếu xuất kho của số thực phẩm mới nhập. Bà Lan cũng trực tiếp mở các thùng hàng ra kiểm tra. Hai nhân viên bếp đá mắt ra hiệu cho nhau nhanh chóng mang thực phẩm vào kho tránh sự dò xét của bà Lan. Kiểm tra một thùng thực phẩm, bà Lan ước lượng số thực phẩm này chỉ khoảng 15kg nên không thể nào đủ ăn trong một tuần như lời nhân viên bếp nói. Bà Lan bắt đầu nghi ngờ về quy trình nhập hàng của bộ phận bếp.